Hello, xin chào anh chị quý vị và toàn bộ quý khách hàng. Lại tiếp tục trở lại với buổi live stream của cửa hàng Mạnh Dũng Ô Tô. Xin chào anh Tư Lê nhá. Đấy, anh nhớ chia sẻ giúp em. Đây, em đang làm bằng một fanpage mới. Fanpage cũ thì đang bị kiểm tra và đang không đăng được bài. Thì anh nhớ chia sẻ giúp em để những khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng. Các bác hiện tại thì cứ lên tìm Mạnh Dũng Ô Tô Thái Nguyên này, cũng vẫn sẽ ra fanpage mới này của em đầu tiên luôn. Xe đợt này thì em đang về rất nhiều, chật kín cửa hàng luôn. Xe đợt này về nhiều lắm. Nói chung là hôm ngày hôm nay thì em đang mua được mấy con ASEAN số tự động. Rất nhiều khách hàng hỏi ASEAN số tự động nhá. Đây, hôm nay thì về được một đôi ASEAN 2018 và 2020. Đang đi kiểm tra và đánh bóng đèn. Về được cả i10 đỏ với lại Vios số tự động đỏ luôn. Đây, Vios 2018 form mới, còn hôm trước mà có video chi tiết xem xe đây. Xe này thì hôm nay em đang dọn sơn. Vừa mới dọn xong, chắc là mai mới cho đi dọn gầm máy nội thất được. Vừa mới bắn tỉa sơn một vài chỗ xước sát ở phần... Hôm trước có video chi tiết cho các bác luôn, cả những cái vết xước nhỏ nhỏ đấy. Xe này sơn zin gần như cả xe, chỉ bắn tỉa một vài chỗ. Máy số thì đời này chắc chắn là phải zin hết rồi. Con này em dọn xong là mới lắm này. Xin chào bác Phạm Oanh nhá. Xin chào anh Bánh Ngọt Huân Phượng. Đấy, các bác theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ giúp em. Đây, Vios 2018 cuối 2018 khi lên form mới phiên bản tự động. Một con xe mà hiện tại với tầm tiền đây, dưới 400 triệu con này thì em còn phải lắp thêm cả màn hình cam lùi nữa. Đấy, nội thất mới tinh luôn. Xin chào anh Tống Thắng nhá. Đấy, với cái fanpage mới này, các bác chỉ cần vào Facebook các bác tìm đúng tên của cửa hàng em thì nó sẽ ra luôn. Cái fanpage cũ thì thời điểm này các bác đang không tìm thấy đâu, vì là đang bị kiểm tra và đang không đăng được bài. Đó, live stream nhiều quá bị soi đấy. Đây, xe đợt này về nhiều này. Dưới này em còn cả Vios 2014 đây. Con này là 24, số sàn màu vàng cát với tập tiền mà hơn 200 này. Còn đây là đôi ASEAN em vừa mua. Đấy, xe mua về là phải tháo đèn đi đánh bóng đèn luôn. Đây, chiếc Vios này mới dọn xong này. Vios 2015, đợt này Vios 14, 15 em đang đủ hết luôn. Với tầm tiền loanh quanh mà hơn 200, dưới 300 triệu. Xe nào cũng đẹp. Vâng anh, xe nhà em thì đấy, về đây những con xe mà em quay mộc cho các bác. Kể cả là những cái chỗ tháo đèn như này. Bởi vì xe cũ thì là đèn nó bị gọi là ố. Đối với cái đời thì bắt buộc phải đánh bóng mới lên được. Và hai con xe này hôm nay về em khám luôn. Cả hai con xe mua đều hết khám. Các bác ấy, thời điểm này các bác khi các bác có ý định bán xe là các bác thường hay để gia hạn. Tuy nhiên thì về cửa hàng em thì em khám mới hết, chứ em không bán gia hạn cho các bác. Thực tế ra thì nếu mà để gia hạn đi thì là vẫn được 6 tháng. Nhưng tuy nhiên thì em bán cho khách hàng toàn bộ là những khách hàng lái mới. Nên là em đều khám mới để đăng kiểm dài, để các bác chạy nó an toàn hơn. Xin chào anh Trần Quỳnh nhá.
Xin chào chú Phạm Oanh nhá. Đấy, đấy chú Phạm Oanh đây rồi. Diệp Vi phục chốt được em nào chưa? Bác bánh ngọt Huân Phượng, ông nào mà có khách muốn mua xe thì đánh xuống cửa hàng em luôn. Đấy, giới thiệu khách đến cửa hàng, xuống cửa hàng em chơi luôn nhá. Đủ các loại đời như này thì thoải mái lựa chọn. Xe đây đang chật kín cửa hàng mà đang còn mấy con đi dọn. Em vẫn đang còn một vài con đang đi bắn tỉa và đang đi dọn gập máy nội thất nữa. Đây à, tít hôm nay em cũng vừa mới dọn sơn xong này. Mai cũng bắt đầu mới cho vào dọn gập máy nội thất. Trên này là những con Vios 2014. Đợt này Vios 14 em đang có đủ màu cho các bác luôn nhé. Màu bạc này, màu vàng cát và màu đen. Vì là riêng dòng Vios này thì đến 2016 nó mới có màu trắng. Đang có đủ 3 màu cho các bác chọn luôn, với tầm tiền mà dưới 300, hơn 200 triệu đấy. Trên này thì em đang còn cả Kia Rio này. Kia Rio thì thời điểm này nó đang chỉ có loanh quanh hơn 200 rồi. Đối với một mẫu xe mà phân khúc hạng B, máy chấm 4, xe nhập, sản xuất năm 2016 như này. Đấy. Mấy hôm vừa rồi nhiều bác hỏi ASEAN quá. Thế nên là hôm nay đi mua được hai con luôn. Mua một chiếc 2018 biển 88 Vĩnh Phúc thì về đến Thái Nguyên thì lại có anh em giới thiệu lấy tiếp chiếc 2020 nữa. 2020 mới tích, 18 là đẹp. Xe thì zin hết cả xe luôn. Các bác biết rồi, anh em đi mua xe là bao giờ cũng test rất kỹ, từ gầm bệ, khung sườn và máy nội thất về bán bảo hành cho các bác về dọn dẹp cơ. Xe này gần như là nó chỉ gọi là sức răm một vài vết nhỏ nhỏ thôi nhá. Đấy. Thì là đánh bóng lại, sụp lại đôi đèn. Con ASEAN 2020 này là chủ cũ đã độ lên đèn bi salon rồi. Trước nguyên bản nó cũng là đèn bi nhưng mà độ lên đèn bi LED. Đôi đèn nó sáng lắm. Nhưng mà trong quá trình độ lên thì em đang bóc ra để kiểm tra lại, chạy lại keo cho nó chắc chắn. Đó, những con xe mà đây, xe mộc như này. Chỉ gọi là xước sát trượt trạt thôi. Còn gầm bệ khung sườn thì zin hết. Đấy, kể cả những chiếc Vios 2018 như này. Đấy, 2018 với loanh quanh mà tầm tiền mà chạm 400 phong mới, màu đỏ phong thủy luôn. Xe thì lốp dép mới cả dàn, nội thất mới tinh. Đấy, con này em dọn gầm máy nội thất về em còn phải lắp thêm bộ màn hình cam lùi vào nữa. Xe này vẫn để đầu đài CD zin này, và xe thì nguyên bản hết cả từ da ghế này. Da ghế này là họ may mới, còn trần nỉ thì vẫn bọc đi lông, vẫn giữ được hết toàn bộ những cái nội thất màu zin. Đấy, của số này mới lắm. Của số, các bác nhìn của số này. Xin chào bác Tài Hoàng nhá, xin chào bác Thiết Bùi. Các bác theo dõi livestream nhớ chia sẻ giúp em nhá. Vì là đang là nick mới, có nhiều bác còn chưa tìm ra, vẫn cứ đi tìm nick cũ, các bác chỉ cần gõ đúng tên thôi là sẽ ra nick mới luôn, ra fanpage mới luôn. Đây đây là chiếc nội thất của chiếc Vios 2018, cuối 18 đã lên form mới rồi, bản số tự động. Giá thành hợp lý luôn. Bác nào mà thích màu đỏ thì lấy con này là cực kỳ vừa đúng màu mà vừa chất xe vừa mới. Đây này. Xe hôm nay em vừa mới tháo biển, rút hồ sơ toàn bộ khung giằng trước zin hết này. Đấy, toàn bộ khung giằng trước này. Zin cả xe luôn. Đây tất cả những con ốc và khung giằng này. Đấy. Rồi. Xin chào anh Văn Dũng. Đấy, em tháo này ra đang tháo biển để là rút hồ sơ, nói chung xe cứ về đến đâu là như hai con ASEAN này, về phải đưa đi khám luôn. Máy còn chưa nguội cho sang trung tâm đăng kiểm khám mới, sau đó mới tháo biển và rút hồ sơ. Đây con này em vừa khám này. Tháng 5 năm 2026 vừa khám nọ xong, mua về lại khám luôn, ba xe này khám nó hết gần chục triệu. Riêng hai con ASEAN này về khám này là hết 5 triệu. Xin chào anh Trình Nam nhá. Các bác thích mẫu xe nào các bác cứ comment lại cho em, hoặc là bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến xe cũ, như là tầm tiền nào thì mua được xe gì, hay là đang lăn tăn cân đối giữa hai dòng, thì các bác cứ comment chi tiết lại cho em.
em sẽ quay cho các bác và sẽ tư vấn cho các bác. Còn riêng xe nhà em thì toàn bộ là những mẫu xe quốc dân hết, nói chung là toàn i10, Vios, Accent, những mẫu xe phân khúc hạng A, phân khúc hạng B và một vài con Atit hạng C cho các bác chọn. Đặc biệt là tầm tiền nó chỉ loanh quanh dưới 500 quay về. Đấy, phù hợp cho những bác mà bình dân nhất để sử dụng. Xe thì tất cả những đầu xe em bán ra đều được bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ, đổi trả trong vòng 1 tuần và máy số bảo hành 1 năm các bác nhá. Có văn bản đàng hoàng. Xem Vios số sàn nhé. Vios số sàn thì anh Trình Nam định mua xe tầm khuôn nào tiền? Vios số sàn em nhiều lắm. Hiện tại trong cửa hàng đang có loanh quanh gần 20 con rồi, từ 2012 cho đến 2019. Đấy, có đến 2019 luôn. Xem một Atit đi bạn. Atit đây anh. Atit của em nó là 209 luôn, là tự động. Con xe này thì hôm trước em chia sẻ với các bác là con xe này em mua đấu giá, giá thành nó hợp lý. Nó đang hiện tại nó đang thấp hơn so với thị trường một chút tiền. Và thực tế luôn là nó rẻ hơn so với con mà đầu tháng em bán. Đấy, 2009, con này em mua đấu giá cho xe ngân hàng là mấy năm không sử dụng đến rồi. Nên là nó ít đi hơn và giá thành lại hợp lý. Một con xe mà màu nâu cà phê. Màu này đẹp và sạch xe này. Xe thì nội thất mới lắm. Con xe này em đang chuẩn bị lắp màn hình. Đấy, lắp một bộ màn hình mới tinh luôn. Con này vẫn là đầu đài CD nguyên, đang lắp màn hình mới tinh. Nội thất thì cực đẹp. Đấy, đây. Đang đặt mặt dưỡng này về để lắp màn hình mới. Trần nỉ zin, rồi là ghế da đẹp, tổng thành xe con này mới lắm. Bà tí để đi thích lắm. Máy nó 1.8G. Keo chỉ máy số zin hết. Xe này nhá, em sẽ có trách nhiệm là rút hồ sơ cho các bác và sẽ bao khám mới cho các bác luôn. Đấy, đây thực tế là con xe đang hết khám từ 2020, là từ 2020 là không sử dụng đến nữa rồi. Đây. Đây anh Trình Nam nhá, con xe mà với tầm tiền mà dưới 300 đấy. Nó loanh quanh khoảng 295 triệu để cho anh làm bao rút hồ sơ và khám mới. Nó chu khám 1 năm. Và có hồ sơ cầm tay và anh đóng thuế vài triệu là ra tên luôn. Chính tên chính chủ. Xin chào bác Như Hà nhá. Xin chào bác Nguyễn Thị Hảo này. Đấy, đây là con Atit 209. Còn Vios thì nhiều, Vios thì sẽ có từ 2, nếu mà form mới từ 2014, 15, 16, 17, 18, 19 em đủ hết luôn. Đủ hết cho các bác luôn, nếu riêng Vios số sàn. Còn form cũ là sẽ có hai con 212. Có một chiếc là đang đi dọn, còn một chiếc kia. Đấy, còn mấy con đi dọn nếu xếp vào đây cũng không đủ chỗ. Mà đấy là ngoài còn một hai con để anh em đi lại đấy nhá. Xin chào anh Trần Đức Minh này. Nick khác à bác? Vâng anh, cái nick kia thì em đang bị Facebook kiểm tra và đang không đăng được bài. Đấy, thế thời điểm này là các bác tìm đang không ra đâu. Các bác bây giờ tìm nó sẽ ra nick mới này của em luôn. Nick nào thì các bác tìm rất là dễ, các bác chỉ cần tìm Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên thì các bác sẽ thấy được luôn. Và nhà em thì vẫn live stream cho các bác đủ luôn vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối các bác nhá. Xin chào anh Dương Duẩn nhá. Đấy, Accent đợt này em nhiều đấy, Accent là mới về được 18 và 20 số tự động. Tìm mãi mới thấy. Vâng anh, anh chỉ cần tìm Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên là thấy thôi. Xin chào anh Dương Đình Duy này và bác Ma Toản. Kết Vios 214 màu bạc quá. Đây em quay cho anh xem luôn. Nếu anh xem xong anh còn kết hơn nữa. Giá nó hợp lý mà anh, đợt này Vios 14 em đang có mấy con mà. Có một chiếc màu đen này, kia con vàng cát thì đang dọn. Còn con màu đen là con màu bạc này em dọn xong rồi đủ màu đấy. Vì là 14 này thì chỉ có màu vàng, màu đen và màu vàng cát là phổ biến nhất thôi. Còn màu trắng đời này thì chưa có, sang 2016 nó mới có màu trắng riêng Vios form mới này.
Đấy, từ 16 trở lên nó mới có. Có 14 là đẹp mà, một chủ tư nhân từ mới còn lại có video chi tiết. Mua trực tiếp của bác dân có chụp ảnh cả đứng ký bán luôn. Một chủ sử dụng từ đầu ấy. Xe đẹp lắm, tổng thành nội thất cho đến vô lăng. Rất mới luôn. Xin chào anh Tài Nguyễn này. Đó anh Dương Duẩn đã đem quay cho anh luôn này. Trần phèo nội thất nó đẹp như này cơ mà. Toàn bộ ra ghế cột kèo bản lề zin hết. Đấy. Đấy, toàn bộ tắp ly này. Nội thất ra ghế đẹp, keo chỉ zin, đóng cửa nghe thích lắm. Toàn bộ nội thất ghế sau đây. Đấy, đấy. Đóng cửa như này mà. Đấy. Hôm nay mới là buổi live đầu tiên của page mới này. Em chỉ live một vài buổi là các bác tìm nó sẽ dễ. Các bác nhớ vào là like và thích fanpage thì lần sau em like sẽ các bác sẽ nhận được thông báo luôn. Đấy, đây bên này em còn một con 14 này, nhưng mà con này màu vàng cát đang dọn đây. Đấy 14 này. Đấy, máy này. Con này thì kiểm tra lại một chút điện đóm, đèn còi nữa là xong thôi. Mai các bác đến tầm trưa mai là sẽ xong hết rồi. Đó, tổng thành xe đây. Nội thất mới tinh luôn. Rửa ráy sạch sẽ đi là rất đẹp. Con này cũng đang chờ lắp màn hình này, xe cũng không có màn hình. Đấy. Những con xe mà đang tháo đầu đài CD như này là đang đặt mặt dưỡng để ghép màn hình vào mới. Nội thất trần nỉ zin bọc ni lông này. Đá ghế con này bác chủ cũ bác ấy bọc một bộ ghế màu xám, hai màu xám đen. Ê, nguyên bản đối với Vios số sàn nó sẽ là ghế nỉ các bác nhá. Cái ghế da này là do chủ cũ họ là như cũng như các bác mua về, các bác có thích màu da ghế là các bác có thể bọc lại. Đấy, bởi vì là nguyên bản bên trong nó vẫn là ghế nỉ. Chạy chuẩn bao nhiêu vạn rồi bác, em chẳng rõ là con Vios bạc chạy bao nhiêu vạn đây, em quay cho em bác đồng hồ luôn. Vì nhiều xe này không nhớ được hết đâu, em chỉ nhớ được biển và nhớ được đời mới nhớ được giá để live stream cho các bác thôi. Chứ nhiều bác hỏi là đăng ký ở huyện nào hay là xe chạy bao nhiêu vạn thì không nhớ được, chắc nó loanh quanh khoảng chục vạn. Đấy. Xe nó zin từ lắp dàn cò mà. Đây. Zin hết. Đây nó zin như này mà. Toàn bộ ốc tai này, ốc cabo này. Zin hết. Keo chỉ zin hết. Đây. Nói chung là chỉ có xước sát trượt trạt. Bắn tỉa sơn và đánh bóng lại cả xe. Xe nào về cũng phải bắn tỉa và đánh bóng cả xe luôn nhá. Chứ không phải là tỉa chỗ nào đánh bóng đấy đâu, đánh bóng lại cả xe luôn đấy. Còn riêng keo chỉ với lại khung gầm, khung sườn và sắt xi về phần máy số em có bảo hành trên văn bản rồi. Tất cả xe, kể cả những con từ loanh quanh dưới 200 có một vài con cho đến những con hơn 400 đều có bảo hành như nhau hết. Mấy xe để trong bãi này là em đang tháo hết ắc quy rồi. Đây, xe đây. À, con này có cắm ắc quy đây, em quay luôn cho các bác đồng hồ luôn. Đây, vô lăng nó mới như này mà. Đây, chạy chục vạn anh ạ. Đấy, mấy nghìn nữa là chục vạn, một lọ dầu nữa là chục vạn. Đây, vô lăng mới này, phím còi mới này cơ mà. Các bác nhìn tắp lô, tắp ly sần này cơ mà. Đấy. Mỗi năm trung bình dân sử dụng thì cũng chạy khoảng vạn. Quay về đa số là trung bình 10 người thì khoảng 8 người chạy một vạn. 1-2 người có thể chạy ít hơn hoặc chạy nhiều hơn một chút. Xin chào bác Hùng Anh này, bác Nguyễn Văn Thanh. Xe thì nhiều đấy, đợt vừa rồi cũng có mấy bác hỏi tìm Vios màu đỏ tự động đây. Đấy, lấy đủ màu để phục vụ các bác luôn. Đấy, các bác thích màu nào cũng có, riêng Vios nhà em thì nhiều lắm. Đủ luôn màu trắng, màu đen, màu bạc, màu đỏ, số sàn, số tự động. Đấy, con này mới này. Con này video mua về chi tiết này. Đợt này em cố gắng quay video chi tiết cho các bác từ những cái lúc mà bắt đầu đi mua cho đến lúc về dọn dẹp như thế nào. Các bác sẽ nắm được thông tin rõ luôn. Thì các bác dễ mua bán. Đây đây, củ số như này cơ mà. Đây mới lắm, mới chạy được hình như là mới có 4 vạn, 5 vạn mấy. Đây, cột kèo bản lề này. Zin hết. Số tự động. Mà giá loanh quanh tầm dưới 400 đấy. Chung là 400 quay về form mới sản xuất 2018 này. Là giá thành hợp lý. Xin chào anh Nguyễn Xuân Ân này. Bác Hùng Anh nhá. Còn ASEAN số tự động là hôm nay em mua 2 con. Thì hôm nay em có đăng video ở ngay bên dưới luôn. Các bác có thể kéo xuống bên dưới cái live stream này là sẽ thấy được. Đây những con 2020 số tự động.
mới cứng luôn như này. Ni lông trong xe chưa bóc hết. Đây. Ni lông ở cột chưa bóc luôn. Xin chào anh Nguyễn Trọng Sơn này. Đấy, các bác thích mẫu xe nào các bác cứ comment lại cho em nhá. Hoặc là muốn tư vấn bất cứ điều gì cứ comment lại. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác. Đấy. Đây. Mới đét 2020. Bên trong vẫn còn mùi da mới luôn. Đây, trên này kể cả những con Vios 2015 số sàn màu vàng cát đây. Đấy, như con này là 2015 số sàn này. Đấy. Xin chào anh Hoàng Luân này. Đây 2015. Và tầm tiền nó cũng loanh quanh ở dưới 300 thôi. Để cho các bác tầm tiền khoảng 295 triệu. Đấy. Xe thì em dọn dẹp chi tiết rồi. Máy số keo chỉ thì zin hết. Chìa khóa còn mấy chìa, một chùm chìa luôn này. Đấy, toàn bộ từ những cái táp ly này. Keo chỉ là zin hết. Đây. Kể cả những con ASEAN foam cũ này, em đợt này em xe nhập này là em có mấy con nhá. Có 2011, có 2012 và có 2015. Với tầm tiền mà loanh quanh trên dưới 300 một chút xíu ấy, như con này là dưới 300 này. Con này chỉ có loanh quanh khoảng 285 triệu thôi. Là đã có hồ sơ cầm tay, dầu mỡ thay mới. Đấy, xe bán có bảo hành, số tự động, phân khúc hạng B, máy chấm 4 2011 nhưng mà nội thất ghế da vẫn zin nguyên bản theo xe luôn. Đây, nội thất ghế da vẫn nguyên bản theo xe. Chưa may lại, toàn bộ từ táp ly này. Đấy, zin hết. Lốp dép mới, khám dài, màn hình Android. Ở số tự động hạng B, loại này chạy thì cực bốc rồi. Nó là xe nhập khung gầm chắc chắn. Đây, toàn bộ cột kèo bản lề, da ghế bên phụ nó đẹp như này cơ mà. Toàn bộ từ màn hình giải trí Android này. Xin chào anh Duy Đàm nhá. Ở đây từ những cái táp ly cửa lái mở ra nó còn sần nguyên này. Đây còn Vios form cũ nhá, 2012, đợt này em đang có hai con. Hôm qua thì vừa mua được một chiếc biển 20, con này là biển Hà Nội này. Con biển 20 thì em đang cho đi dọn sơn rồi. Xe thì tầm tiền nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 245 triệu, là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Và riêng Vios này nhà em thì không làm bản thiếu, chỉ có bản E và bản G, và đều toàn bộ máy số đều là 1.5 hết. Con xe này của em là gốc Hà Nội. Đấy, biển 29, con này thì cuối form cuối 2012, lên la răng thâm đèn thâm rồi. Vios form này vỏ dày lắm. Loại này đóng cửa nghe tủ lạnh luôn. Đây nội thất này. Trần nỉ zin. Tổng thành xe gọn gàng, xe đẹp. Đây, đây. Nội thất ghế sau này. Đây, trên này thì còn những con ASEAN 2018. Với những con xe số sàn mà loanh quanh ngoài 300 một chút. 2018 các bác nhá. Một con xe mà về các bác vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ, xe hoa cưới hỏi, tiết kiệm nhiên liệu, vòng dáng thể thao đấy. Và đời cao, tầm tiền chỉ có loanh quanh hơn 300 thôi. Sản xuất năm 2018, chạy loanh quanh 7 vạn km. Nội thất này và toàn bộ tổng thành xe mới nguyên luôn, gì hết. Cả xe không mất một phân keo chỉ nào. Vios G đợt này cũng nhiều nhá. Vios G số tự động mà khuôn tiền hơn 300 là còn một đôi 15 và một chiếc 2016 máy trắng. Đấy, bản G nó sẽ là bản đủ nhất của Vios, sẽ trang bị điều hòa tự động, tích hợp vô lăng và đèn bi đấy. Xin chào anh Hiệp này. Đấy, như con này của em là 2016. Sang 2016 mà sang máy trắng nó sẽ là nội thất màu vàng. Riêng bản G này. Đấy. Con này nội thất vàng. Đấy.
Máy trắng nó sẽ là nội thất vàng các bác nhá. Đầu 16 với 14, 15 nó sẽ là nội thất màu đen. Đây toàn bộ da ghế nó đẹp như này không? Cột keo bản lề này, keo chỉ. Đây, bản lề xanh biếc luôn. Đây, xe zin cả xe. Xin chào anh Trần Đức Duy này. Đây, sản xuất năm 2016. Toàn bộ vô lăng của số đây. Đấy, vô lăng này. Đẹp luôn. Đấy, toàn bộ trần phèo, trần nỉ, zin nguyên bản. Đấy, màn hình Android. Cam lùi đầy đủ. Đèn bi, tích hợp vô lăng, điều hòa tự động. Xe bền bỉ quốc dân đấy. Xin chào anh Tiến Thành này. Đây, chứ còn những con mẫu hạng A như là Morning sản xuất năm 2018. Con I10 đâu? I10 đỏ. Hả? Gửi nhá. Ở đây em còn con Morning 2018, còn về cả I10 2018 bản màu đỏ 1.2 nữa nhá. Con mà hôm nay em cũng mới quay video đấy. Và xe chặt quá, đang đi đưa xuống xưởng để cho dọn luôn. Đáng ra là phải để cửa hàng livestream mai mới dọn, nhưng tuy nhiên thì nó chặt, không còn chỗ để xe luôn. Cho xuống luôn, xuống gara. Còn mấy con đang không có cửa hàng ấy, như là Vios 2012 và I10 2018 màu đỏ 1.2 số sàn bản đủ ấy. Đây những con xe mà với tầm tiền loanh quanh mà chưa đến hai loanh quanh khoảng 200 triệu. Để cho bác 200 mà sẽ có lọc một chút xíu. Một chiếc xe sản xuất 2018, một chủ từ đầu, biển Bắc Cạn. Máy 1.25 bốn máy. Xe cực mới luôn. Con này trang bị thêm màn hình Android và cam hành trình, cam lùi đủ luôn. Đấy, khám khí cực dài đây, tháng khí đến tận tháng 12 năm 2025, nội thất zin nguyên bản theo xe chưa nhăn rách. Xin chào anh Triệu Trường nhá. Đấy, bác nào mà thích Morning thì đợt này em đang có hai con loanh quanh tầm tiền 200 quay về. Một con số tự động sản xuất 2011 bản Sport và một con 2018 số sàn. Máy 1.25 bốn máy này. Đấy, trên này đây những con Vios 2014 đen đây. Đấy, phía sau là những con màu bạc và con màu vàng cát. Tầm tiền thì nó chỉ loanh quanh khoảng 285 đến 288 triệu. Là Vios 2014, tầm tiền 300 quay về sẽ có 14, 15. Và hơn 300 thì sẽ có từ 16 trở lên đến 19. Đây, như con xe này sản xuất 2014 này, còn 19 đây, một đôi 19 này. Màu bạc và màu trắng. Số sàn bản E máy 2.5 phiên bản 7 bóng khí đấy. Loại bóng khí đủ hết trên cột và dưới đầu gối và hai bên táp lô. Với lại vô lăng và thành ghế, má ghế có hết bóng khí này. Lên form mới. Form mới Vios 2019 em có 3 con. Một chiếc màu bạc, một chiếc màu trắng, một chiếc màu vàng cát. Với tầm tiền mà loanh quanh hơn 300 triệu. Vios này chứ bền lắm. Nếu thực tế ra thì để mà những khách hàng mua xe cũ thì 10 người thì đến 6-7 người là mua lựa chọn Vios. Nhà em thì đúng tầm chân của Vios luôn. Riêng Vios cửa hàng em thì gần như khu vực ngoài Bắc này không có cửa hàng nào có nhiều Vios nhà em cả. Bởi vì trong cửa hàng có 40 xe thì đến gần 30 con Vios. Đấy, còn chục con thì loanh quanh khoảng I10 Accent. Đây Vios 2019 này. Nhưng con này giá thành hợp lý này. Nhưng con này loanh quanh thời điểm này để cho các bác khoảng 368 triệu. Là đã có cả hồ sơ 4 triệu rồi. Dọn dẹp sơn gầm chúng gì, lốp dép mới, khám dài, đồ đạc, đồ chơi, phụ kiện đủ hết. Chụp về chỉ còn mỗi đóng thuế là lăn bánh thôi. Xe thì màu sang 2019 này, cái màu bạc này nó sẽ đậm màu hơn. Và nhìn cái màu nó khỏe hơn so với cái màu bạc nhạt của cái form cũ. Đấy, bác nào mà thích cái form mới và thích cái màu bạc, màu gọi là màu xám xi măng này. Đấy, màu zin nguyên bản từ hãng của form mới. Xin chào bác Thanh Nhớ và bác Hoàng Anh này.
Đấy. Các bác theo dõi live stream thì nhớ chia sẻ giúp em, vì là hôm nay thì cũng là buổi live đầu tiên của cái Facebook fanpage mới. Đấy, các bác cứ tìm trên Facebook, các bác chỉ cần tìm Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên thôi là sẽ ra ngay, thấy ngay đầu tiên luôn. Đây còn con này là màu trắng này, 2019 màu trắng đây. Phía ngoài còn con vàng cát. Đấy. Màu trắng các bác nhá, màu trắng form này cũng đẹp này, lên form mới này thì màu trắng này đẹp. Màu trắng này nếu mà để mua mới từ đầu, màu trắng này màu đắt nhất đây. Hay màu trắng sẽ chênh hơn so với tất cả các màu, lên quanh khoảng 8-9 triệu. Xe đẹp, của số mới tinh này. Các bác nhìn của số mới tinh luôn. Toàn bộ vành vô lăng này, sần nguyên. Tổng thành nội thất da ghế căng đét. Đấy, keo chỉ và máy số gầm bệ được bảo hành rồi. Đấy. Đấy, lốp dép thì mới khám dài. Tổng thành xe ghế sau căng đét này, gần như chưa người ngồi luôn, mới tinh. À, xin chào anh Trinh Hải Phòng này. Đấy, còn phía trên này là những dàn xe như Vios 2016 màu đen đây. Challenger số tự động 2018. Accent 212 số tự động xe nhập và chiếc i10 2018 sedan 1.2 bản đủ. Toàn bộ là những mẫu xe quốc dân đấy, đầy đủ hết phiên bản số sàn số tự động cho các bác chọn đấy. Đây, bác nào mà có loanh quanh 300 nhô 300 mà muốn mua số tự động thì hiện tại em đang có hai con. Một con Challenger và một con Accent 2012 này, tầm tiền là loanh quanh 300 hơn 300 đấy. Đấy, như anh Trần gửi đời cao là xin chào anh Phúc nhá. Đấy, sản xuất năm 2018, xe Nhật, máy 1.2, nội thất da nguyên bản và trang bị đầy đủ start top, màn hình cam lùi trần nỉ zin, nội thất ghế da này, ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá, toàn bộ mặt tắp lô này và tổng thành xe đây. Xe loại này nó siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, như con này là thời điểm hiện tại nó đang chạy khuôn khuôn khoảng 5 lít cho đến 6 lít quay về. Mà số tự động các bác nhé, chạy nó sẽ ít hơn so với cả i10 luôn. Đấy, con này chạy ít xăng lắm. Toàn bộ bản lề là zin hết này. Ủa hình như nick mới, nick cũ đang bị cảnh báo đang không đăng được bài. Và các bác thời điểm mình còn đang không tìm thấy cơ. Đấy, vẫn còn ở trên Facebook chính của em, nhưng tuy nhiên thì đang live stream là bị live stream nhiều, với lại đang bị Facebook cảnh báo, đang bị quét, nói chung đang bị quét và không đăng được bài, đang bị chặn, chưa biết là ngày nào nó sẽ mở đăng. Thế nên là em phải em sẽ tạo một nick mới này, các bác có thể theo dõi trực tiếp trên nick mới này. Giờ em sẽ hoạt động trên nick mới này và sẽ livestream cho các bác vào thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối bằng cái nick này. Đấy, vẫn là đường link, các bác chỉ cần tìm Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên là vẫn sẽ tìm thấy cái nick này luôn. Xin chào anh Nguyễn Bình nhá. Đây, phía ngoài này thì còn những con Accent 2021 số sàn form mới này. Con này thì lên đồng hồ số, lên mặt ca lăng chrome, lên form, lên đèn. Đấy, cửa gió điều hòa sau, tổng thành xe thì rất mới luôn, sản xuất năm 2021 nỉ nguyên bản, tổng thành cả nội thất, lốp dép theo xe còn mấy quả đấy. Như còn cả dàn luôn này, chưa để ý. Đây cả dàn lốp là Hàn Quốc theo xe này. Đây. Xe nó mới như này mà. Toàn bộ tắp ly chưa một vết bẩn từ ghế nỉ này, vẫn trang bị ghế nỉ zin. Màn hình đối với cái bản đủ này sẽ có màn hình cảm ứng 10 inch này. Đấy, trần nỉ zin này. Đây, có chạy có 5 vạn mấy này, chạy có 5 vạn 2 này. Vô lăng này, chưa bợt bạt chút nào luôn. Xin chào anh Đoàn Hữu Lượng này. Đấy. Các bác theo dõi live stream thì các bác nhớ chia sẻ cho em, mỗi người một ai lượt chia sẻ. Đấy, đây, để các bác có thể là càng ngày càng dễ dàng tìm được cái link mới này hơn. Nhiều bác chưa biết tìm đâu, bởi vì là nhiều bác còn xem bằng tivi cơ. Đấy, xem bằng tivi thì các bác không tìm, xem điện thoại các bác mới tìm mới dễ. Đây, phía ngoài này em còn cả morning số tự động vẫn đang để đi đây. Đấy, con xe mà dưới 200 bản sport số tự động ấy, bác nào có tầm tiền dưới 200 mà muốn mua một con tự động bền bỉ, tiết kiệm xăng, chạy cực nhàn và chạy khỏe luôn, lốp dép mới, khám dài, biển Hà Nội là một chủ từ mới, loanh quanh dưới 200 triệu có xe số tự động để đi rồi. Thời điểm này thì mua xe đang rất nhiều xe để lựa chọn.
Đây bên này em có Honda City này. Xin chào anh Minh Quân nhá. Đấy, những bác mà thuộc fan cứng là vẫn sẽ tìm được những Facebook mới của em luôn. Đây, những con Honda City sản xuất năm 2017 bản top. Từ 2017 bắt đầu có bản top là bản full kịch nhất của Honda City. Ở này sẽ có số gảy vô lăng, cruise control, chế độ eco. Đấy, pha đèn này mới dã man luôn. Các bác nhìn từ những pha đèn này, đấy, cho đến những cái đèn gầm này, và toàn bộ tổng thành xe từ những cái mép mí này, nó đều như này cơ mà. Cabo đang mở các bác nhá, tất cả xe nhà em đều mở cabo và thả ắc quy đấy. Đây, chúc luôn có anh em đi kiểm tra lại toàn bộ xe, kiểm tra tháo hết ắc quy cơ. Nên là nhiều bác bảo sao cabo hở to này là đang chưa đóng cabo. Đấy, còn nội thất đây, của số mới tinh luôn. Tổng thành nội thất da ghế này, không hề nhăn rách. Đây, tích hợp vô lăng cruise control, số gảy vô lăng này, chế độ eco này, và toàn bộ tổng thành này. Đấy, la răng phay, la răng hoa, bóng khí này. Đấy, bóng khí ở trên má ghế có luôn. Xin chào anh Toản này. Đấy, đây xe đây, keo chỉ zin hết cả xe. City này chạy thích lắm. Nếu để phân khúc hạng B này, City này chạy thoát xe này. Đấy, cửa gió điều hòa sau luôn. Trần nỉ bọc ni lông từ mới. Cái da căng đét, la răng phay, la răng hoa này. Toàn bộ xe. Các bác mà không tìm thấy Facebook, các bác không biết tìm, các bác vẫn xem được bằng YouTube nhé. YouTube của em thì trên YouTube thì vẫn là Mạnh Dũng Auto hoặc Mạnh Dũng Auto. Thì trên YouTube thì ngày nào cũng có video chi tiết cho các bác. Quay tổng thành xe, gầm bệ, khung sườn, gầm máy nội thất của từng chiếc xe một, và báo giá cụ thể luôn cho các bác ở trên kênh YouTube. Các bác cứ gọi điện cho em qua hai số điện thoại chính là 0977004888 hoặc 0975772555 cho em. Sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bác. Còn riêng xe nhà em thì các bác tham khảo, các bác sẽ biết những cái lượng xe bán ra và lượng xe nhà em mua về, với lại toàn bộ những cái video của con xe mà từ những lúc mới mua cho đến những cái ngày mà em dọn xong, để các bác đến các bác xem nó sẽ khác như thế nào và nhà em dọn dẹp nó kỹ như thế nào. Đây, có những con K3 mà hạng C, máy 1.6 với tầm tiền mà loanh quanh nhô 300. Nó chỉ bằng tiền Vios 2015-2016 thôi. Đấy, loanh quanh 320 triệu Kia K3, sản xuất năm 2015, máy 1.6 nhá. K3 này thì form dáng thì không thể chê được rồi, kể cả về option. Tuy là số sàn cũng nhiều option lắm. Nội thất đẹp căng đét luôn. Đây, toàn bộ tổng thành nội thất này. Đấy, tổng thành từ nội thất. Đây. Xin chào anh Thắng nhá, giờ mới thấy anh Thắng vào xem. Đấy, đây. Chờ, mặc dù là số sàn, trang bị đầy đủ cruise control. Đấy, ghế da đẹp luôn. Tổng thành củ số tắp lô tắp ly đây. Màn hình Android. Trần nỉ zin cam lùi đầy đủ. Đấy, lót sàn 5D. Đây, toàn bộ ghế sau này và toàn bộ cửa gió điều hòa sau đủ hết, đèn đỏ chót luôn. Các bác thích mẫu xe nào hay là đang muốn tham khảo dòng xe gì, các bác chỉ cần để lại comment cho em. Đấy, em sẽ tư vấn cho các bác nếu có xe đúng tập tiền và đúng mẫu xe mà các bác đang tìm tại cửa hàng, em sẽ quay chi tiết luôn để các bác tham khảo. Kể cả từ những con Accent mà số sàn là em nhiều nhá. Số sàn toàn bộ là form mới hết, từ 2018, 19 và 2021. Đây, như con này là 2019 màu đen này. Đấy. Con này cuối 19 rồi. Con này lên cửa gió điều hòa sau rồi, một chủ từ mới, biển 98 Bắc Giang. Mua Bắc Giang luôn, đây vẫn còn tem từ hãng. Nguyên đài Bắc Giang này. Đây, toàn bộ nội thất mới tinh. Trong xe vẫn còn khét mùi mới. Đấy, xe đây. Accent sản xuất 2019 và tầm tiền nó cũng rẻ, thời điểm này nó chỉ loanh quanh khoảng 350, 355 triệu là đã có cả hồ sơ rồi. Đề đủ start top, tích hợp vô lăng, đèn bi, giải led ban ngày, đèn liếc. Đấy, ghế da xịn. Táp ly thì nỉ zin và toàn bộ táp ly cửa lái nó còn mới như này cơ mà. Đây, mới luôn. Bạc bẽ lên xuống và tổng thành xe đây.
toàn bộ mặt cá lăng pha đèn này. Xin chào bác Phạm Văn Thắng này. Đấy. Xin chào bác Summer nhá. Viốt lần này nó quá nhiều rồi. Từ 14 này cả những con 27 đủ hết này. 17 bản E 1.5. Những con màu bạc này, pha đèn cho các bác nhìn này. Trong vắt luôn, kể cả từ đèn gầm này. Đấy, mặt ca lăng lưới tản nhiệt. 2017 này chắc chắn điều là máy trắng và máy đua rồi. Và lên máy trắng này thì mức độ tiêu hao nhiên liệu nó sẽ thấp hơn so với máy đen, vì lên máy trắng nó sẽ là máy điện. Đấy. Xin chào anh Thanh Lưu nhá. Toàn bộ vô lăng này, nét căng như này. Đấy, chân nỉ bọc lông, nội thất đẹp, sản xuất năm 2017. Đấy. Đấy. Tổng thành nội thất phía sau này. Các bác theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ giúp em. Và các bác để lại cho em một chấm bình luận. Thích dòng xe nào thì cứ comment lại. Xe thì nhiều lắm. Chật kín bãi luôn. Còn mấy con đang đi dọn cơ. Đây, phía sau này thì đây một loạt Accent này. Accent 2011 này. 2018, dưới kia là 2018 và 2020 số tự động mới mua. Còn bên này có cả 2015 bản hatchback, bản blue. Một con xe mà Thái Nguyên một chủ từ đầu, hatchback 1.4, trang bị cửa nóc. Con xe này cực kỳ rộng luôn, vì form hatchback nhiều form nó rất dài. Form nó giống như con SUV đấy. Đây. Đấy, form dài, xe nó rộng như này, ngồi hàng ghế sau nó rộng lắm. Riêng con Accent này. Xin chào bác Vĩnh Hoàng nhá. Xin chào anh em Home này. Đấy. Đấy, chiếc Accent Blue sản xuất năm 2015 số tự động này. Con này thì Thái Nguyên một chủ từ đầu. Đấy, gốc Thái Nguyên mua mới luôn. Đó là xe nhập khẩu nguyên chiếc, cả xe Hàn Quốc. Nội thất thì rất là mới. Màn hình Android. Cam lùi đầy đủ, cửa nóc này. Đấy. Bản hatchback này nó là bản sport, nó giống như Mazda 3, Mazda 2 sport ấy. Cái bản đấy nó sẽ đắt hơn so với bản sedan đấy nhá. Bản này lúc mua mới đắt hơn đấy. Bản này là lúc đầu 2015 bản hatchback blue, nó là bản phút kịch nhất đây. Xe thì zin cả xe. Từ máy số keo chỉ, cầm bệ nội thất mà giá thành lại rẻ. Nó chỉ loanh quanh khoảng nhô 300, nó chỉ hơn Morning với i10 một chút tiền thôi, mà nó phân khúc nó cao hơn, rộng xe hơn. Bản nhập. Xin chào anh Lương Cảnh nhá. Đấy, còn những con i10 mà giá thành nó chỉ có loanh quanh 200 nhô 200 đây. Đợt này i10 sedan em sẽ có 2016 và 2018. Đây, những con này thì tầm tiền dành cho những bác nào có nguồn tài chính khuôn khuôn khoảng 225 triệu. Đấy, hơn 200 triệu mà sedan 2 đầu 1.2 nó là xe nhập, đời cuối cùng xe nhập đấy. Sang 2017 nó mới là xe Việt Nam. Và 4 máy, lốp dép mới, gầm bệ zin, keo chỉ nguyên bản. Nội thất nỉ zin nguyên bản theo xe luôn. Đây. Nội thất nó vẫn còn giữ được nguyên bản theo xe, máy nổ im thít. Con này máy của nó ngọt cực ngon luôn. Đây, nội thất từ ghế lái này, con căng như này cơ mà. Với tầm nguồn tài chính mà hơn 200, các bác muốn mua mà xe có đầu có đuôi và chở đồ đạc, cúp dép rộng này. Lương Cảnh, Vios đen bao nhiêu shop? Anh ơi, con Vios đen nhà em thì nhiều lắm. Anh hỏi số sàn tự động. Vios đen thời điểm hiện tại em đang có 14 này, thì khuôn khuôn tiền dưới 300. 16 là khuôn khuôn tiền hơn 300, đấy là số sàn nhé. Còn số tự động đây, số tự động này là 2015 bản G. Thì con này nó cũng loanh quanh hơn 300, dưới 400 triệu. Thì không biết là anh định mua số sàn hay là số tự động, mai bảo anh đẹp em nhỉ. Vâng anh, xe đẹp thì anh mới mua xe nhà em chứ. Đấy, nhớ chia sẻ cho em. Đấy, bác Mai của anh này theo dõi rất là lâu, mà mặc dù rất gần và theo dõi mấy năm mới mua xe đấy. Đấy, con đen này con bản G số tự động này. Đấy, trang bị đèn bi. Rồi cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Khám đến 2025. Vừa khám lúc tháng 3 xong. Đời này thì khám 1 năm, từ 2016 giờ xuống cái thời điểm này là đang khám 1 năm.
và đến 2004 trở lên vẫn một năm nhé. Vì là 20 năm một năm thì thời điểm này tư đang là đợt cuối cùng của Vios mà những cái dòng xe mà 2015 này bản G này thì xe nó đẹp như này, toàn bộ trang bị đèn bi này, rồi là tích cả vô lăng lốp dép mới cả dàn, có đại nhiều đồ phụ kiện đầy đủ hết rồi, từ cam trước cam sau, ghế da xịn theo xe, vô lăng vẫn trần nguyên luôn, trần nỉ zin đấy đây. Xe Sen 2015 màu trắng đẹp quá. Con đấy đẹp mà anh. Con 15 đẹp mà đi thích lắm. Vì nếu mà để bản Blue này, nó bản đủ nhất, bản hatchback này. Nó gần như bản Sport ấy. Giống như là Mazda cũng thế. Mazda kể cả là những con Mazda 3 hay Mazda 2 mà bản hatchback, bản Sport đắt hơn so với bản sedan. Nếu mà để so sánh đúng đời 2015 thì con xe này nó là bản đắt nhất. Và nó trang bị đầy đủ hết từ cửa nóc rồi tích hợp vô lăng rồi đèn bi. Và form thì form của một form dáng của một con SUV nên là cái hàng ghế sau nó rất rộng, xe nó dài. Đấy, nó vuông xe, cái nóc nó rất là cao, ngồi ghế sau nó rộng lắm. Xin chào anh Mạnh Ca này. Các bác thích mẫu xe nào thì các bác cứ comment lại cho em. Em sẽ quay chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác. Và đặc biệt là theo dõi fanpage Facebook mới này thì các bác phải chia sẻ cho em. Đây, phía cuối này thì đang chặt kín xe như này. Kể cả từ những con Antit này. Thời điểm hiện tại mà loanh quanh dưới 300 triệu khuôn khuôn chạm 300 hoặc 295 triệu. Mà các bác có Antit để đi rồi. Antit này là xe gần như là xe của chức của quyền. Đi loại này là hợp lý luôn đấy. Đây, 2009 pha đèn này. Trắng phau luôn. Đấy, con này em đấu giá xe này, em mua giá cực kỳ hợp lý, có video chi tiết xe này là lúc mới đấu giá xong và hiện tại thì đang chuẩn bị cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Các bác mua là em sẽ khám mới. Đấy, đăng kiểm mới luôn cho các bác. Sơn chì đã dọn, mai bắt đầu cho vào dọn gầm máy nội thất từ tầm chiều mai hoặc sáng ngày kia xong hoàn thiện xe này là các bác có thể đến chạy thử và lấy xe được luôn. Xin chào anh Trương Mạnh Thế nhá. Hỗ trợ đăng ký và 4 bánh xe Vios đen bao tiền? Vios đen em nhiều lắm anh ạ. Đây như con 15G này thì em vừa quay này thì khuôn khuôn tiền nó sẽ rơi vào khoảng 38-385. Là đang có mấy con 215 là số tự động bản G nhá. Còn các bác thấp tiền hơn, ví dụ như loanh quanh khoảng 300 dưới 300 thì các bác mua những con 14 đen này. Những con xe này dưới 300 này phải khoảng 285 triệu 2014 bản E 1.5 này. Đây, như con này là khuôn khuôn có 280 triệu thôi. 285, 288 triệu mấy con 14 này. Khuôn khuôn tiền dưới 300 này. Còn có cả 15 vàng cát tầm tiền cũng khoảng 296, 298 triệu. Dưới 300 nếu mà mua số sàn là đa hiện tại em đang có 14, 15, 4 năm trước để các bác chọn nhé. Bản E 1.5 đấy. Đây xe đây. Nội thất nó đẹp này mà. Toàn bộ nội thất màu kem vàng. Xe rất mới luôn. Keo chỉ máy bố chìa khóa một chùm đủ hết đi. Màn hình Android. Đấy, trần nỉ bọc ni lông từ mới. Nội thất ghế da không hề nhăn rách. Đẹp căng đét. Với tầm nguồn tiền mà loanh quanh dưới 300 đây. Đấy, chưa đến 300 triệu. Vios form mới luôn. Vios này thì nhiều bác lựa chọn cái tầm form đời này vì là, thứ nhất là tầm khuôn giá, tầm nguồn tiền. Cái thứ hai là xe dòng này form giá hình thức nó đẹp. Form này nó đang là form mà được đánh giá là đẹp nhất đấy. Nhiều bác lựa chọn form này nhất. Có những cái thời điểm mà nhiều bác hỏi 14, 15 mà không có để mua cơ. Bởi vì tuyển được những chiếc 14, 15 mà xe đẹp như này không hề đơn giản các bác nhá. Xin chào anh Long Phan nhá. Đấy. Nói là xe cực đẹp đấy. Nội thất ghế da tablo tabli như này cơ mà. Hôm trước có một con 18 màu đen biển 97 Bắc Cạn mới chạy có vài vạn này. Lốp dép theo xe cả dàn này, bán về Tuyết Quang rồi. Đợt này màu đen này mà có K3 này. Hoặc là Accent này. K3 2015 và Accent là 2019. Thì tầm tiền cũng chỉ có loanh quanh hơn 300. Khuôn khuôn tiền khoảng 300, 320 cho đến 350. Đây những con Accent 2019 form mới này.
thì tầm tiền khoảng 355 triệu là cả hồ sơ và dầu mỡ rồi. Còn như con Asen, như con K3 này thì khuôn tiền khoảng 325 triệu. Sẽ có lọc lá và sẽ có thương lượng, những khách hàng nào thiện chí alo cho em các bác nhá. Đấy, kể cả đợt này Morning cũng có cho các bác luôn. Quá nhiều sự lựa chọn, đợt này em đang tuyển nhiều mẫu xe hơn và phong phú xe hơn để các bác dễ chọn và dễ mua hơn nhé. Đấy, các bác cứ đến nhà em xe nó như này cơ mà, cả một bãi dài như này. Đấy, loanh quanh 40 đầu xe. Đây, kể cả những dòng i10, đợt này i10 sedan đang còn có 2 chiếc rồi. Đấy, còn 16 và 18 rồi. Đây, 18 này, màu bạc, một chủ từ mới. Xe zin cả xe luôn, từ keo chỉ, máy zin từ mặt máy. Lốp dép đẹp khám dài. Sedan hai đầu bản đủ 1.2, đầy đủ tích hợp vô lăng, đèn nổ start top và ABS đấy. Đây, đây là những con Asen 22 nhập khẩu này, con này mới đây. Nội thất nó mới tinh luôn. Đây, con này lắp ở check sau này, con này nghe nhạc phê luôn. Đấy. Đây ra ghế này, từ những cái ghế lái nó đẹp như này cơ mà. Đây là ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy. Xe này, toàn bộ từ da ghế này. Rồi là vô lăng, màn hình trần nỉ zin, cam hành trình, cam lùi đủ hết. Lót sàn 5D. Có Vios G20 chưa? Em đang có, nếu mà anh thích form mới em đang có 18 màu đỏ anh ạ. Còn 220 thì lại đang chưa có rồi. Đợt này có Accent 220 em vừa mua rồi. Có form mới thì có màu đỏ 2018 tự động. Và Accent thì có tự động 2020. Còn Vios G thời điểm ấy đang có 15, 16 và 10 đây, 18 tự động này. Đấy, 18 tự động, con này vừa mới mới mua về hôm qua, mới bắt cho đi bắn tỉa một vài chỗ sứt sứt sẹo nhỏ nhỏ. Mai bắt đầu mới cho vào dọn gầm máy nội thất. Đây này vừa đánh bóng này các bác nhìn này. Đấy, vừa đánh bóng này. Xì này, trắng tinh. Này mai phải rửa hết đi mới đánh bóng đấy. Đây. Còn Accent 2020 tự động này, mới cứng hôm nay, đây hôm nay hết khám, vừa về khám này. Khám riêng hai này mua về cho đi khám nó loanh quanh 5 triệu. Này mới lắm. Mới chạy có 6 vạn này. Vô lăng mới tinh, củ số mới. Ra ghế ni lông ở cột chưa bóc hết nhá. Đây, bác xem này. Ni lông ở cột sau còn chưa bóc luôn. Đấy, ra ghế này, táp ly không một vết bẩn. Keo chỉ zin cả xe, lốp dép theo xe còn. Quá, bởi vì lốp theo xe còn mới chạy có vài vạn đấy. Còn xa đời 2020 mà Vios tự động thì thời điểm này em đang chưa tìm được, với lại xe đang chặt kín như này còn không còn đang không còn cái chỗ để rồi. Đấy. Các bạn theo dõi thì nhớ chia sẻ giúp em nhá, và nhớ đăng ký và like fanpage mới của em. Em sẽ live stream đủ cho các bác vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Sau đây thì em xin phép được kết thúc buổi live stream và chúc tất cả các bác một buổi tối vui vẻ nhá.